Thân ái chào các em. Tuần trước chúng ta đã hết chương 1. Tuần này thầy xin giới thiệu các em đến chương 2. Chương 2 là chương biến cố ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên. Chương này đòi hỏi các kiến thức tính toán phức tạp hơn chương đầu. Chương đầu chúng ta chỉ có tính toán về những cái tổ hợp. Còn chương này chúng ta đụng những cái kiến thức về toán, về hàm một biến, hàm nhiều biến, đại số tuyến tính của năm thứ nhất và năm thứ hai đại học, khối kỹ thuật và khối kinh tế. Nhưng các em cũng đừng lo, đụng đến các kiến thức đó thầy có thể nhắc lại, nhưng mong các em phải bổ sung thêm những cái kiến thức đó. Ngoài ra, các công cụ tính toán cho chương này cũng phức tạp hơn. Các em cần phải có bản tính về Excel và máy tính bỏ túi 570 MS trở lên, hiệu Kaizo hay là hiệu Vinan Khan đều được, vì máy tính bảo túi đó mới đủ chức năng để ta tính toán những cái kiến thức ở trong cái chương này. Và cái chương 2 đó là cái chương biến ngẫu nhiên, là chương đụng đến những cái vấn đề là về, đầu tiên mấy em phải về xem lại những cái kiến thức về tích phân suy rộng, đạo hàm vi phân. Tích phân suy rộng, đạo hàm vi phân ở trong những chương đầu của chương trình đại học. Bây giờ để khỏi mất thì giờ, mời các em nhìn lên màn hình. Đầu tiên thì định nghĩa là biến ngẫu nhiên. Mấy cái kỹ thuật này thầy chỉ nhắc lại thôi, nhắc lại những cái khái niệm mà chúng ta đi sâu vào những cái vấn đề ví dụ. Thầy sẽ cho nhiều dạng ví dụ để các em nắm. Còn các định nghĩa và các định lý thì thầy không chứng minh. Những cái chứng minh này các em có thể xem bất kỳ một cuốn sách nào, trong đó có thể xem tác giả là thầy viết về xác suất thống kê và ứng dụng, và một số các cuốn sách về xác suất thống kê của Đại học Kinh tế lẫn Đại học Bách khoa. Những kiến thức đó các em nên trau dồi thường xuyên. Bây giờ chúng ta vào bài nhé. Thầy định nghĩa biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên thì các em biết là cái biến cố mà chương thứ nhất chúng ta đã biết, đó là biến cố. Bây giờ gắn cái biến cố đó vào một cái số mà người ta gọi đó là biến ngẫu nhiên. Cụ thể là như vậy. Biến ngẫu nhiên là một ánh xạ X từ không gian Omega. Omega là các em biết là tập hợp tất cả các biến cố, đúng không nào? Vào tập hợp số thực R. Đơn giản có vậy thôi. Có nghĩa là gắn một cái biến cố ngẫu nhiên vào một cái số nào đó, cái đó gọi là ánh xạ, và đó chính là gọi là biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên có hai loại. Loại thứ nhất người ta gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc, viết tắt là biến ngẫu nhiên rời rạc đây. Biến ngẫu nhiên rời rạc khi cái tập x omega đó, tức là cái ánh xạ x omega, nó là hữu hạn hoặc vô hạn đếm được. Nghĩa là như ở trong chương 1 chúng ta biết là 1, 2, 3 những cái tập x là những cái số nó rời rạc, số nó rời rạc. Đấy. Có thể vô hạn nhưng mà đếm được, rời rạc đếm được. Đấy. Biến ngẫu nhiên loại thứ hai gọi là biến ngẫu nhiên liên tục. Biến ngẫu nhiên liên tục. Đây. Nếu tập x omega là một khoảng hay một số khoảng hay toàn bộ R, đó là cái hàm liên tục, các em biết là hàm một biến. Một biến. Hàm vào R thôi, giá trị của nó là một, giá trị của nó là chỉ là R. Thì trong chương này chúng ta sẽ
nói về hàm một biến thôi, thì thầy gọi là biến ngẫu nhiên. Còn các vector ngẫu nhiên, các nhiều biến ngẫu nhiên thì ta sẽ cho vào ở cái chương chương 4, tức là vector ngẫu nhiên. Người ta gọi là vector ngẫu nhiên. Ở đây ta xét là chỉ là một biến ngẫu nhiên vào một cái tập R. À, rồi. Bây giờ chúng ta sang đến phần luật phân phối. Luật phân phối của biến ngẫu nhiên. Và thầy giới thiệu thêm là trong đó có bảng phân phối xác suất rời rạc, bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc. Thì ta đã biết cái bảng này là cái bảng ở chương chương đầu ta đã biết đúng không? Tập x gồm có, ở đây là hữu hạn, bị rời rạc mà, ở đây là rời rạc nhé. Thầy đang nói đến rời rạc thì nó có n giá trị, và tương ứng với n giá trị này có các xác suất tương ứng. Ứng với x1 thì p1, xz, pz, xn, pn. Và ta có cái gì các em? Và ta có cái gì? Và tổng xác suất của nó bằng 1. Và cái điều này các em biết, nhớ đến cái gì nào? Đây chính là hệ xác suất đầy đủ. Ta đã học ở chương 1 đúng không? Như vậy là với biến ngẫu nhiên rời rạc đó, thì ta người ta sẽ cho bảng phân phối xác suất như cái bảng ở trên bảng của thầy đây. Ví dụ ta lấy lại những cái mà ví dụ trong chương 1. Trong 10 sản phẩm có 6 chính phẩm, tất nhiên là sẽ còn 4 chính phẩm, phải không các em? Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại, lấy ra rồi để luôn chứ không có để lại vô trong, để lại vô trong là khác nữa ha. Không hoàn lại 2 sản phẩm, lập bảng phân phối xác suất của số chính phẩm được lấy ra. Vậy có 10 sản phẩm, 6 chính phẩm, vậy còn 4 là phế phẩm đi, mình gọi là phế phẩm ha. Bây giờ mình sẽ giải bài này bằng cách mình sẽ lập cái bảng phân phối xác suất mà dựa vào những cái công thức mà thầy đã nói ở chương 1. Ta gọi x là số chính phẩm lấy ra thì x có mấy giá trị các em? Tại ta lấy ra 2 nè, ta lấy ra 2 sản phẩm. Ta lấy ra 2 trong 10 sản phẩm. Trong 2 sản phẩm đó có thể là không có số chính phẩm nào đúng không? Có thể có 1 và tối đa là 2. Không còn trường thứ tư. Như vậy đây là 3 trường hợp này là xung khắc luôn, phải không? Mà như vậy ta tính cái công thức này đã quen thuộc ở chương 1. Thế cái y vào, y ở đây chính là 0, 1 hoặc 2. Như vậy ta có 3 giá trị nhé. Thế vào công thức bằng cách ta bấm máy thôi. Ta bấm máy. Riêng ở phần này thì nhắc lại là công thức và tính toán phức tạp. Cái phần tính toán là mấy em phải kiểm chứng và ghi nhận lại như thế nào để mấy em nắm bắt được và theo dõi toàn bộ các quá trình mà thầy giảng. Có thể là sẽ phát sóng nhiều lần trong một ngày, thì mấy em có thể lần thứ nhất mấy em không kịp thì lần thứ hai các em sẽ ghi lại, hoặc là các em lấy giấy bút ra ngay để các em ghi lại. Còn phần tính toán đó, mấy em phải bấm máy. Thầy sẽ dùng Excel hoặc là những cái tính toán phức tạp thì thầy sẽ minh họa trên màn hình luôn. Còn riêng mấy cái phần này quá đơn giản thì thầy display ra luôn, mấy em tự kiểm tra nhé. Về công thức đây thì ta cho x y bằng x là y á là 0, 1, 2 thì ta sẽ có 3 giá trị này. Và 3 giá trị này các em sẽ thấy là cái gì? Ta lập thành một cái bảng và đây chính là hệ xác suất đầy đủ. Các em cộng lại nè, 2 cộng 8 cộng 5 là 15. Vậy là cộng cả cái này là xác suất bằng 1. Đấy. Bây giờ ta sang định nghĩa. Mấy cái này định nghĩa thầy đi nhanh một tí. Về hàm phân phối. Hàm phân phối có một vài sách thì gọi là hàm phân bố, hàm phân phối cũng được, nhưng mà thầy sẽ gọi là hàm phân phối nhé. Định nghĩa hàm phân phối là như vậy. Đây,
cái màu vàng ở trên màn hình đây các em. Hàm phân phối là hàm f lớn x là cộng tất cả những giá trị xác suất trước x, trước x nhé, cộng tất cả những giá trị xác suất trước x, trước x. Như vậy là cộng tất cả tất tần tật những xác suất trước x. Rồi các em thấy như vậy nhá. Bây giờ ta sẽ đi vô sáu tính chất của cái hàm phân phối nhá. Tính chất thứ nhất nào, tính chất thứ nhất là cái hàm phân phối luôn luôn là lớn hơn không hoặc bằng không và nhỏ hơn hoặc bằng một. Cái này thì hiển nhiên phải không các em? Này, những cái chứng minh thầy nhắc lại các em xem lại những cái chứng minh mà chính xác về mặt toán học thì các em xem ở những cái tài liệu như thầy vừa giới thiệu. Ở đây thực sự ở những cái đối tượng các em là sinh viên kỹ thuật, các em là những sinh viên về kinh tế thì không cần phải chứng minh, không cần phải hiểu chi tiết chính xác để chứng minh, mà các em phải hiểu ý nghĩa của từng tính chất, và các em có thể giải thích trong chứng minh cũng được, có thể giải thích một cách rất là trực quan, chưa cần đến những cái tính toán chi tiết trong chứng minh nhé. Thì nhắc lại như vậy nhá, để mấy lần sau thì ta chỉ cần phát biểu định lý và nêu cái tính chất của định lý và sau đó ta ứng dụng ngay, còn thầy không đi vào những chi tiết chính xác về chứng minh nhá. Vậy tính chất thứ nhất thì ta có thể thấy ngay, tại vì hàm f lớn x là tổng của những cái xác suất, thì mà xác suất thì ta đã biết xác suất là luôn luôn là dương, như vậy là lớn bằng không là chuyện bình thường. Còn tổng tất cả xác suất mà ta đã biết như cái bảng phân phối xác suất rời rạc đó, tổng tất tần tật lại là xác suất nó bằng một, như vậy là cộng gì đi chăng nữa thì cộng trước nó hay là cộng gì đi chăng nữa thì nó cũng phải nhỏ hơn bằng một chứ, đồng ý không? Tính chất này là hiển nhiên đúng không? Tính chất thứ hai nào, tính chất thứ hai các em thấy là đây là hàm không giảm, hàm fx là hàm không giảm, có nghĩa là x1 mà nhỏ hơn hay bằng, nhỏ hơn hay bằng x2 thì suy ra x1 nhỏ hơn x2 thì suy ra fx1 nhỏ hơn bằng fx2. Cái này cũng hiển nhiên là tại vì sao? Tại vì ở đây theo định nghĩa, tức là ta muốn tìm f lớn của x2 thì ta phải cộng tất tần tật những cái gì mà trước nó, những cái gì mà ở trước x2, giá trị ở trước x2. Như vậy giá trị trước x2 có x1, như vậy là trong cái fx2 này nó có cộng cả f1 luôn, mà cộng f1 thì có nghĩa là nó phải lớn hơn f1. Đồng ý không các em? Cái này hiển nhiên nhá. Và hai cái tính chất này cũng hiển nhiên luôn. Thì mình giải thích là để mình thấy đó. Cái thằng tên này đây là x mà lớn hơn cộng vô cùng thì này bằng 1. Tại sao vậy? Để x lớn hơn cộng vô cùng có nghĩa là giá trị của x nó là một số cực lớn, số lớn hết rồi, thì cộng tất tần tật những cái số mà trước nó cộng cỡ nào thì ta cũng cộng hết được hết, mà cộng hết thì nó phải bằng 1, đồng ý không? Còn cái x mà tiến về trừ vô cùng có nghĩa là không có cái giá trị nào ở trước cái trừ vô cùng nữa, có nghĩa là sao? Làm gì không có giá trị nào thì ta cộng thì chẳng có xác suất nào ở trước nó, như vậy nó sẽ bằng không, đồng ý không? Và tính chất thứ tư, tính chất thứ tư thì nó giống như cái hình thầy vẽ ở trước đây, thì giống như là cái tính chất của tích phân xác định, các em thấy không? Đó, tức là giá trị ở tại b, giá trị của fx tại b trừ cho fx tại a thì nó bằng cái quãng đường chiều dài từ trừ vô cùng cho đến b trừ cho quãng đường từ trừ vô cùng cho đến a, phải không? Và đây cũng chính là cái định nghĩa của hàm fx. Em thấy là cái tính chất mà thứ tư này nó giống hoàn toàn cái tính chất của tích phân xác định mà ở chương toán hàm một biến các em đã học ở năm thứ nhất, đúng không? Thế sang tính chất thứ năm, xác suất để biến ngẫu nhiên liên tục nhá. Ở đây thầy nhắc lại, biến ngẫu nhiên liên tục, chỉ có liên tục nó mới đúng thôi nhá. Nhận giá trị tại một điểm thì luôn luôn bằng không, tại vì liên tục mà. Liên tục cho nên là cái biểu thức vàng này nè, x xác suất để x bằng a, xác suất tại x nhỏ hơn hoặc bằng a, lớn bằng a thì nó sẽ bằng fa trừ fa mà bằng không. Nhưng mà điều này chỉ đúng với xác suất
của những cái biến ngẫu nhiên liên tục. Còn biến ngẫu nhiên rời rạc thì ta đã có xác suất tại từng điểm rồi, đúng không? Rồi tính chất thứ sáu nào, nếu x là biến ngẫu nhiên liên tục, một lần nữa ta có cái công thức này. Để x rơi vào trong khoảng AB lớn hơn hoặc bằng và nhỏ hơn hoặc bằng AB thì ta thấy nè, ta sẽ không phân biệt cái dấu lớn hơn, nhỏ hơn hay hoặc bằng ở đây. Có dấu bằng cũng được, không có dấu bằng cũng được, ở một cận hoặc ở hai cận thì nó cũng bằng nhau. Tại vì ta đã biết xác suất tại một điểm của biến ngẫu nhiên liên tục là bằng không, cho nên ở hai cái cận có dấu bằng hay không dấu bằng, nhỏ hơn hay lớn hơn. Đâu? Và ta sang đến phần tiếp theo, tức là bắt đầu ta đi chuyên sâu vào biến ngẫu nhiên rời rạc nha. Như ta đã biết, nếu biến ngẫu nhiên rời rạc thì ta có bảng phân bố xác suất là cái bảng xanh như vậy đây. Tất nhiên các em phải biết đây là xác suất, hệ xác suất đầy đủ cộng lại tất cả các xác suất này, hàng dưới này này phải bằng, đúng không? Và như vậy thì cái hàm phân phối đó theo định nghĩa ở trên thì nó sẽ là một cái hàm mà nó nhiều biểu thức như vậy. Từng khoảng ta sẽ có những cái biểu thức khác nhau. Ví dụ thì lật lại chương này nhá. Đây, nếu mà x mà nó nhỏ hơn x1 thì là, nếu x ở đây nè thì có giá trị nào để cộng lại không các em? Không, nhỏ hơn x1 thì chẳng có ai cả. Còn nếu mà x mà nó nằm ở trong khoảng x1 cho đến x2 thì có một giá trị là p1 mà ta cộng lại b1, vậy là giá trị của nó bằng b1 nhá. Ở đây nếu mà x trong cái khoảng này nè, khoảng con chuột thì di đi nè, thì hàm phân phối của nó là gì các em? Là hai cái anh này cộng lại thôi, b1 cộng b2 thôi, vì trước nó mà, trước x là có x1, x2 vân vân, tương tự cho đến x mà lớn hơn xn, có nghĩa là ta cộng tất tần tật trước x thì cộng có phải là từ x1 cho đến xn là không? Như vậy bằng 1. Nếu mà x lớn hơn xn thì cái hàm fx phải bằng 1, đúng không? Và như vậy cái biểu thức vàng này là cái biểu thức mà ta cần tìm nhá. X nhỏ hẳn hơn x1 thì bằng 0. X mà rơi trong khoảng x1, x2 thì bằng b1. Còn x tất nhiên mà x nó bằng x1 á thì nó cũng bằng b1. Ở đây thầy lấy cái cận bằng bằng này. Cận bằng là nó ở bên trái nhá. Nếu mà x lớn hơn rơi trong khoảng x2, x3 thì hai cái này ta cộng lại tức là lấy b1 cộng b2 vân vân, cho đến x mà nhỏ hơn xn thì ta cộng n trừ 1 giá trị trước đó. Còn nếu mà x lớn hẳn hơn xn, x lớn hẳn hơn xn thì ta luôn có xác suất bằng 1 nhá. Xác luôn bằng 1, x lớn hẳn hơn xn. Bây giờ ta sang một thí dụ nhá. Thầy nhắc lại là những cái thí dụ trong xác suất nó hơi dài, chữ nó hơi nhiều. Các em có thể ghi tóm tắt lại cái ý thôi. Ý rồi sau đó có thể mấy em về nhà mấy em viết lại đàng hoàng hơn nhá. Cho nên là trên màn hình thầy có vẻ hơi tiết kiệm về những cái không gian trên màn hình, diện tích trên màn hình nhá. Ví dụ 1 nè. Một lô có 5 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm xấu. Như vậy là có 9, phải không các em? Lấy ngẫu nhiên từ lô ra 3 sản phẩm. Như vậy là có 9 sản phẩm nè, lấy ra 3 sản phẩm nè. Gọi x là số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm lấy ra. Tìm phân phối xác suất của x. Viết hàm phân phối và tính cái xác suất x nó lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn bằng 3 nhá. Vậy ta nhớ lại cái đề một tí nha.
có 9 sản phẩm, trong đó có 5 tốt 4 xấu, lấy ra 3 và x là số sản phẩm trong 3 sản phẩm lấy ra, x là số sản phẩm tốt, à như vậy là tốt, mà đây là số 3 này nó nhỏ hơn số 5, à như vậy là khi lấy ra đó 3 sản phẩm đó, 3 sản phẩm đó thì gọi là x là số sản phẩm tốt. Thì có khả năng là có mấy trường hợp nào các em? Trong 3 sản phẩm có khả năng là không có sản phẩm nào tốt, đúng không? Hoặc có 1, hoặc có 2 và tối đa là 3, như vậy có 4 trường hợp. Đồng ý không các em? Và 4 trường hợp này xung khắc luôn. Đấy, mà xung khắc. Như vậy ta tính riêng 4 trường hợp và ta lập cái bảng phân bố xác suất nhá. Như vậy là cũng theo dựa theo cái công thức của chương 1, 9 lấy 3, 5. 5 sản phẩm tốt, K là số sản phẩm tốt. Còn lại là 3 trừ K là sản phẩm không tốt, là sản phẩm xấu đó. Tạm gọi là sản phẩm xấu. Tức là 3 này là 3 lấy ra này, 3 trừ K. Và K ở đây có mấy giá trị? Như thầy nhắc là K có 4 giá trị. Đấy. 4 giá trị này ta thế vào đây, ta sẽ lập được 4 cái công thức tại 4 cái điểm này. Và như vậy ta lập cái bảng phân phối xác suất. Cái phần tính toán là mấy em phải tự kiểm tra. Thầy nghĩ đây là chuyện quá thường đối với các em rồi. Và như vậy ta nhận xét nào. Vì 4 cái này là xung khắc cho nên là nó vét hết rồi. Nó vét hết tất cả các trường hợp và tổng của nó luôn bằng 1 luôn. Đó, đây là 42. Thì ta cộng lại trên này ta cũng thấy là 42. Tử số nè, phải không? Đó. Đây 15 với 5 là 20, 20 với 20 là 40, đây 42. Vậy đây là hệ xác suất đầy đủ nhá. Và như vậy như là cái định nghĩa của hàm phân phối, ta cứ cho x nó rơi, nó rơi vào những cái khoảng này, x nhỏ hẳn hơn 1, à nhỏ hẳn hơn 0 chứ. Nhỏ hẳn hơn 0 thì các em thấy là không có xác suất nào cộng. Cho nên nó bằng 0. X mà rơi ở đây thì có một xác suất để cộng thôi. Đó là 2/42. X rơi ở đây có hai xác suất để cộng, 2 cộng với 15/42 ra 17/42. Vân vân. Và đến x mà lớn hẳn hơn 3 thì nó bằng 1. X lớn hoặc bằng 3 thì nó bằng 1, phải không? Ta nhớ là xác suất rời rạc thì ta cứ đếm ô và ta cộng bình thường, ta cứ đếm khoảng, đếm ô. Ta cứ đếm thôi nhá. Ta cứ đếm ô để ta tính. Đấy, như vậy thì cái hàm phân phối f lớn x cho ta một cái biểu thức như vậy. Và như vậy thì ta sẽ vẽ cái hàm này nó như là cái hình ở trên bảng thầy vẽ đây. Tức là x nhỏ hơn 0 thì bằng 0 nè, nhỏ hơn 0 thì bằng 0 rồi. Mà x trong khoảng 0 đến 1 thì là 2/42. 2/42. Thì để mũi tên có nghĩa là ngay cái số 1 là nó không có giá trị của nó, không phải là nó bị giới hạn, cái giá trị của nó không phải là ngay giá trị này, đúng không? Mũi tên ở đây là như vậy. Tức là trong khoảng này là bằng 2/42. Nhưng mà tại giá trị mà x bằng 1 thì nó lại bằng 17/42 rồi. Đây là những hàm gián đoạn. Và đây là các em biết là nó là những hàm bậc thang, đúng không? Những hàm bậc thang và cuối cùng là cái hàm này nó bằng 1. Đây là cái đường này thì vẽ luôn luôn là nó, đây nè, trung độ nó luôn luôn bằng 1 nè, các em thấy không? Đấy. Nhưng mà cái hàm này là hàm bậc thang. Ta thấy là hình dáng của bất kỳ một hàm phân phối nào sau đây nữa thì nó cũng mang hình dáng như thế này. Dáng dấp nó giống như một cái hàm bậc thang và là hàm luôn luôn tăng. Ta đã biết hàm fx luôn luôn tăng. Và khi x mà tăng đến vô cùng thì nó bằng 1. Đây, 6 cái tính chất mà trước đây ta học, ta có thể tìm lại trên cái hình này. X mà tăng đến vô cùng thì bằng 1. Mà x tăng đến trừ vô cùng thì bằng 0. Đây, giá trị của nó bằng 0. Đấy. Và đây là hàm tăng. Đấy. Vân vân nhá. Và sau đây thì ta tính cái phần còn lại. Tức là không xác suất của x lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn 3. Thì như thầy đã nhắc là với điểm của hệ phương trình. Bây giờ chúng ta không có gì. Với đây x mà làm liên tục thì ta cứ lấy f3 trừ cho f1 là xong, đúng không? F3 trừ f1 là xong. Nhưng ở đây là rời rạc thì ta đếm cho nó chính xác hơn. Tức là x lớn hơn hoặc bằng 1 nè. Lớn bằng 1 là ở đây nè. Nhỏ hẳn hơn 3
nhỏ hơn 3, tức là không kể giá trị 3. Như vậy là chỉ có 1 và 2 thôi. Chỉ có giá trị 1 và 2, vậy ta cộng hai xác suất này lại là xong. 15 cộng 20 phần 42, như vậy là sẽ ra là 35 phần 42 là xong. Đó. Thầy ghi như vậy là để nó giống giống như là cái công thức của biến ngẫu nhiên mà liên tục. Nhưng mà các em cũng chẳng cần chú ý cái phần này, mà nhớ là để mô với xác suất của biến ngẫu nhiên rời ra, các em cứ đếm và các em tính thôi. Ở đây có 1, 2 thì ta lấy B1 cộng B2 là xong, mà là 35 phần 42. Ở đây thầy ghi như vậy cho nó có vẻ chính xác, nó giống như là biến ngẫu nhiên liên tục, mà ta không cần chú ý luôn nhá. Ghi cho có vậy thôi, còn ta tính toán là ta cứ đếm cái số x lớn hơn bằng 1 để đây, nhỏ hơn bằng 3 là không kể 3, như vậy là 1, 2. Ta lấy B1 cộng B2 nhá. Ta không cần tính, ta không cần rườm ra mấy cái anh này. Này thì để vào cho nó có vẻ tương tự như hàm của biến ngẫu nhiên liên tục. Rồi. Ta sang một ví dụ khác nhé. Bây giờ tung hai con xúc xắc lên. Tung hai con xúc xắc. Con xúc xắc thì chắc em biết rồi phải không? Còn dân gian gọi là xí ngầu á. Tăng hai con xúc xắc lên. X gọi là biến ngẫu nhiên là tổng hai mặt. Như vậy là tổng hai mặt. Ví dụ như là mặt con này hiện ra mặt 1, con kia hiện ra mặt 2 thì là 1 2, tổng của nó là 3. Ví dụ như vậy. Lập bảng phân phối xác suất và tìm hàm phân phối. Nhá. Thì giờ ta đã biết như vậy là con xúc xắc nó đi từ 1 cho đến 6 đúng không? Con kia cũng đi từ 1 cho đến 6. Như vậy cái giá trị của nó nhỏ nhất là gì? Sẽ là 11 cộng lại là 2, và lớn nhất là 66 cộng lại là 12. Và ta sẽ tìm xác suất của từ 2 cho 2, 3 vân vân cho đến 12 nhá. Và cái bảng xác suất ở trên bảng, tại sao vậy các em? Ta có thể lý giải rất là nhanh như sau. Đó là nếu mà x bằng 2 có nghĩa là cái 11 đúng không? 11 thì bên này là hai biến ngẫu nhiên độc lập, tại vì hai hòn xúc xắc thì nó là rơi một cách độc lập. Bên này là xác suất để ra 1 thì ra bằng 1/6, bên kia xác suất để ra 1 bằng 1/6. Mà vì độc lập cho nên ta biết là biến cố của tích biến cố tích thì bằng tích của hai cái biến cố đó, đúng không? Xác suất tích của hai, như vậy là 1/6 nhân 1/6 sẽ ra 1/30, 1/36. Tương tự như vậy ở bên này, mình cứ đi từ hai cái ngoài vào, hai cái biên vào trong thì mình sẽ thấy là nó cứ tăng dần. Tương tự như ở đây, 12 có nghĩa là 6 cộng 6 là bên này là 6, bên kia bắt buộc phải 6, và nó cũng giống như là trường hợp thứ nhất, tức là 1/6 nhân 1/6, 1/36. Rồi ta lại quay về 3. 3 là gì? 3 là phải có một thằng 1, thằng kia là 2. Như vậy là có hai trường hợp, nhưng mà lại hoán đi cho nhau thêm một lần nữa, vậy là có 3 trường hợp. Như vậy là ta có 3 trường hợp, tức là này là 1/26. Còn cái này 3 là hoán vị 2 chứ, hoán vị 2 ta có 2/30, 2/36. Tương tự 4 thì ta sẽ có là 3/36, tức là 1/12. 3/36 là tại sao? 4 là nó có 1 cộng 3, hoán vị một phát thì ra còn hai trường hợp, thấy không? Và 2 cộng 2 là chỉ có một trường hợp, như vậy là 3/36, 3/36 vậy là 1/2, vân vân. Ta cũng đi tương tự, ta đi từ cái biên lớn vào, ta cũng thấy là xác suất của nó đối xứng, mà lớn nhất thì là 1/6, có nghĩa là 6/36. Như vậy nếu mà các em mà có thể chơi trò chơi mà có thể ăn tiền vui đó, thì các em có thể đặt cái tổng đó là số 7 là nó sẽ ra là nhiều nhất, vì xác suất của nó 6/36, cao nhất, phải không? Đấy, bây giờ ta sẽ tìm hàm phân phối f lớn x này. F lớn x thì tất nhiên ta cũng cho rơi, phải không? Ta cũng cho rơi tại cái giá trị mà nhỏ hơn 2 thì bằng 0, còn giá trị mà
lớn hơn bằng 2 và nhỏ hơn 3 thì nó là 1/36. Cũng tương tự như vậy, ta cứ cho rơi vào đây, cứ cho rơi vào trong những cái khoảng này. Còn tại giá trị của nó thì nó lấy ngay giá trị đó luôn, đúng không? Tại giá trị ví dụ như là x bằng 12 thì nó là chứng là 1/36. Đấy. Và như vậy thì ta cứ cộng dồn lại, ta cứ cộng dồn mấy cái này lại, xác suất cộng dồn là chính là định nghĩa của hàm phân phối. Tại vì hàm phân phối là cộng dồn những cái giá trị xác suất trước nó, đúng không? Em phải nhớ như vậy nhá. Và như vậy thì cái này thầy dùng Excel để thầy vẽ. Đây là cái hàm f lớn x đây. Tại Excel thì nó không có vẽ được cái hàm bậc thang, nhưng mà nó đây là cái hàm tăng này. Giá trị nó tăng này. Và cuối cùng nó tăng đến bằng 1. Nhân tiện đây thì thầy cũng minh họa bằng Excel để các em thấy là về sau phần mềm Excel cực kỳ lợi hại để ta minh họa tất cả những cái vấn đề kiến thức của cái xác suất thống kê và ứng dụng. Bây giờ là ở đây thầy sẽ minh họa nhá. Thầy sẽ minh họa nè. Minh họa sang phần Excel nhá. Như vậy là ta bắt đầu từ 2, 3 cho đến 12 nhá. 2 3 và thầy kéo xuống để ra 12 để thầy vẽ cái hàm đó mà. Đây. Và đến đây là 12 giá trị nhá. Còn xác suất của nó tăng từ 1/36, 2/36, 3/36 thì thầy tính luôn. Ở đây thầy tính cái trung gian, cái cột trung gian đi nhá. Đến đây là 6 nè. Cột trung gian để thầy tính xác suất cho nó dễ đó mà. Nhá, thầy kéo cái này lên. Như vậy ta thấy là 1 nè, 2 nè, ở đây là 1, 2, nó đi vào đây là 6 là lớn đúng không? Và đây ta tính xác suất nè, bắt đầu ta tính nha. Xác suất của nó là đây là chính là 1, là cái B2, ta chia cho 36 đúng không? Ta chia cho 36, Enter. Và ta kéo anh này xuống, nha. Và đây thầy phóng lớn ra cho tỷ cho các em thấy. Như vậy ở đây chắc chắn xác suất của nó sẽ bằng mấy nào các em? Xác suất ở đây bằng 1 đây. Đây là cái ô vàng bằng 1 đây. Đấy. Và đây thầy sẽ tính hàm f lớn x, một cái kỹ thuật tính. Tất nhiên là không phải thầy, nó có nhiều cách, nhưng mà cái cách của thầy nghĩ là nó đơn giản nhất là như vậy. Tính cái hàm, tức là ta cộng những giá trị xác suất trước nó thì bằng cái hàm sum thôi, phải không? Đơn giản bằng cái hàm sum. Hàm sum mà lấy từ đây và ta phải cố định ngang này, ta đô la nó đến đâu nào các em? Từ giá trị này đúng không? Ta đô la nó và lấy 2 chấm là C2. Ở đây đô la nó phải là 2 chấm nha. Đấy. Rồi ta kéo